Dong Ha gọi điện an ủi mẹ mình, sợ bà sẽ không chịu đựng được khi biết sự thật bà mẹ ác độc đã hại chết bố anh. Sau khi cúp máy, Mi-sut nhớ lại tất cả những gì Park Sang-jo đã nói. Lúc này bà căm hận bà mẹ ác độc. Mi-sut thề trong nước mắt sẽ để cho bà mẹ ác độc nợ máu phải trả bằng máu. Trong lúc bà đang buồn bã thì mẹ Su-jon đã tìm đến, hỏi Mi-sut đã xảy ra chuyện gì. Mi-sut giả vờ bình tĩnh, cho biết bản thân bị cảm và sổ mũi. Bà hỏi mẹ Su-jon tại sao lại đến đây vào lúc này. Mẹ Su-jon cười nói rằng bà đã chuẩn bị hoa quả. Vừa nghe thấy vậy, Mi-sut ngay lập tức lấy lại tinh thần. Song Ha đã đưa một tập tài liệu cho cấp dưới của mình, yêu cầu mang đến nhà cô tiểu thư. Khi cấp dưới chuẩn bị rời đi, cấp dưới nói với Dong Ha, bản vẽ của chủ tịch tập đoàn SA bất ngờ xuất hiện trên thị trường, mọi người đang thi nhau mua chúng. Điều này trực tiếp khơi gợi lại ký ức của Dong Ha. Anh nhớ lại lúc bà mẹ ác độc sắp xếp bán đấu giá những bức tranh. Anh ngay lập tức gọi cho thám tử của mình, nhờ anh ấy kiểm tra nơi cất giữ những bức tranh đó. Mi-sut đột nhiên chạy đến văn phòng làm việc, kết quả là nghe được cuộc trò chuyện của cấp dưới. Bà mở tập hồ sơ ra xem, hóa ra là đơn ly hôn. Bà nói sẽ chính tay mình gửi tài liệu này đến nhà cô tiểu thư và yêu cầu cấp dưới giữ bí mật. Quản gia nói với Su-jon, lý do tại sao trước đây bản thân lại đối xử với Su-jon như vậy là bởi vì tôi phải trung thành với chủ nhân của mình. Hơn nữa tôi đã ký vào một thỏa thuận không được tiết lộ nên không được phép nói ra bất cứ điều gì. Nhưng kể từ khi đến cửa hàng của mẹ cô, con người tôi cũng đã thay đổi. Quản gia hỏi Su-jon có phải đang tìm kiếm một vài bí mật của bà mẹ ác độc không? Cô biết sao? Quản gia trực tiếp cho Su-jon địa chỉ, nơi cất giấu bí mật đó. Thế là ông chú và Su-jon đã đi đến đó. Ông chú nói với Su-jon chắc chắn ở đây có đầy đủ camera giám sát. Su-jon bảo ông chú đừng lo lắng, hóa ra quản gia đã gọi điện cho nơi đó, yêu cầu họ tắt hết camera giám sát. Chỉ là họ đã không biết chuyện quản gia đã bị bà mẹ ác độc sa thải, vì vậy cả hai đã đột nhập vào trong thành công. Kết quả... Ôi chú ơi! Mẹ ơi, làm con sợ chết khiếp! Hóa ra là Dong Ha. Dong Ha không biết tại sao Su-jon và ông chú lại ở đây. Su-jon cho biết họ đến đây để tìm quyển sổ bí mật. Cả ba tìm thấy một chiếc két sắt, Su-jon nhập mật khẩu và mở nó ra. Cuối cùng cả ba cũng có được thứ họ muốn. Su-jon cũng tìm thấy chiếc điện thoại của cha mình trong két sắt. Sau khi về đến nhà, Mi-sut không thể hạnh phúc hơn. Bà hỏi Su-jon nên làm gì tiếp theo. Cô nói chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần dọa bà mẹ ác độc, rắn sẽ tự chui ra khỏi hang. Xong việc, Dong Ha quay trở lại văn phòng. Cô tiểu thư đã ngồi đợi từ lâu. Nhìn thấy Dong Ha ngay lập tức đứng lên và cố gắng làm ra những hành động dễ thương. Dong Ha nhìn thôi cũng thấy nản, cũng bó tay với cô ta. Anh yêu cầu cô ta ký vào đơn ly hôn. Cô tiểu thư tỏ vẻ khó hiểu cho rằng cô không nhìn thấy đơn ly hôn. Còn Dong Ha nghĩ rằng cô tiểu thư đang nói dối. Họ không biết rằng đơn ly hôn đã bị Mi-sut lấy đi. Dong Ha nói với cô tiểu thư ngay cả khi cô có được anh cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của anh. Nhưng cô tiểu thư cho rằng nếu không có được trái tim của anh thì không một ai được phép chia cắt hai người. Dong Ha bất lực. Nói xong, cô ta giận dữ bỏ đi. Bà mẹ ác độc bất ngờ nhận được cuộc gọi. Mọi thứ ở nhà kho đã bị phá hủy. Vẻ mặt bà ta đầy hoài nghi. Sau khi cúp điện thoại, bà ta liền đến hỏi tội chồng mình. Tại sao ông có thể làm vậy? Ông bố nói bản thân chưa bao giờ muốn trở thành họa sĩ. Tôi nghĩ rằng bà muốn tôi làm vậy vì để chữa lành cho tôi. Thật không ngờ đó là tất cả tính toán của bà. Bà mẹ ác độc cho rằng bản thân đã bị hiểu lầm. Điều đó hoàn toàn không đúng. Ông bố cho rằng không muốn vẽ tranh để rửa tiền cho bà ta. Nói xong, ông đang định rời đi thì bà ta nhận được một cuộc điện thoại. Lúc này mới biết camera giám sát bị tắt bởi quản gia sai khiến. Bà ta tiếp tục hỏi chồng mình tại sao lại muốn giúp Su-jon. Ông còn nhớ mẹ Su-jon đúng không? Biểu hiện giận dữ của ông bố nói với bà ta, tất cả là báo ứng của bà. Bà mẹ ác độc tức giận. Sáng hôm sau, bà ta lao vào cửa hàng mẹ Su-jon và cho thẳng cái tát vào mặt quản gia. Sau đó trách mắng quản gia vì đã phản bội bà ta. Ngay sau khi bà ta định tát cái thứ hai, quản gia bất ngờ nắm lấy tay bà ta và nói mẹ Su-jon hãy gọi cảnh sát ngay lập tức. Mẹ Su-jon chạy ra và ngăn hai người lại. Bà mẹ ác độc đe dọa sẽ đưa quản gia ra tòa, bắt quản gia trả tiền phạt. Thế nhưng quản gia không sợ, thay vào đó cười nhạo bà mẹ ác độc. Bà ta sốc. Bà thử kiện tôi đi, tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi biết, xem ai sợ ai. Đột nhiên một cuộc điện thoại làm gián đoạn cuộc cãi vã của hai người. Bà mẹ chồng ác độc khi biết tin, tổ chức đại hội đồng cổ đông khẩn cấp để thay đổi cổ đông lớn nhất và miễn nhiệm chức chủ tịch. Bà ta vội vã chạy đến công ty. Bà mẹ ác độc đã hỏi Dong Ha có quyền gì mà tổ chức đại hội đồng cổ đông. Dong Ha kể ra việc suy giảm đi các điều kiện hoạt động của công ty. Tôi buộc phải làm điều đó. Bà ta mắng bỏ Dong Ha nói sằng bậy và nói với anh Mi-sut sẽ không bao giờ cho phép anh làm như vậy. Ngay sau đó cánh cửa mở ra, Mi-sut mặc quần áo sành điệu. Bà mẹ ác độc tưởng như đã có người cứu mạng mình, nói Mi-sut hãy ngăn hành động của Dong Ha lại. Ai biết rằng lúc này Dong Ha bất ngờ thông báo, để tôi giới thiệu, đây là chủ tịch của đối tác Baeun. Trong khi các cổ đông đang phân vân thì Mi-sut tự giới thiệu bản thân, rất vui khi được gặp mọi người, tôi là chủ tịch của đối tác Baeun. Bà mẹ ác độc vô cùng sốc khi biết danh tính thật của Mi-sut.
Đối mặt với sự việc này, bà ta vẫn tỏ ra khinh thường Mi Sút, cho rằng phần lớn vốn sở hữu tập đoàn SA đều nằm trong tay gia đình chúng tôi, hãy để trò hề này chấm dứt tại đây. Mi Sút dường như cảm thấy đây chính là điều hài hước nhất. Mi Sút ngay lập tức cho gọi con át chủ bài thứ hai của mình. Tất cả mọi người đều tập trung vào cánh cửa phía sau phòng họp. Ông chú với bộ đồ chỉnh tề bước vào, dưới ánh nhìn của mọi người, ông chú hiên ngang đi đến trước mặt bà mẹ ác độc. Tôi là Gominam, một trong những cổ đông của tập đoàn SA. Bà mẹ ác độc choáng váng, Chin U sợ bà ta không biết Gominam là ai, nói bà ta nhanh chóng làm giải quyết chuyện này. Bà mẹ ác độc vẫn tự tin, cho thấy bản thân không sợ hãi chút nào. Vì vậy, Mi Sút chỉ có thể tung con bài thứ ba của mình. Nhìn thấy Su-jon bước vào, bà mẹ ác độc ra vẻ khinh thường, bà ta cho rằng Su-jon thậm chí không thể là cổ đông, còn không xứng xuất hiện ở đây. Ai biết được, Su-jon lấy ra bức thư ủy quyền từ chủ tịch Hong Sung-tae. Hai con mắt bà mẹ ác độc không tin nỗi chuyện này. Hóa ra hai ngày trước, Su-jon đã đến gặp ông bố. Ông bố cảm thấy mọi chuyện là do ông quá đàn bà. Chính vì vậy mà ngày càng bà mẹ ác độc càng ngày càng đi xa. Vì vậy ông ấy đã quyết định giúp Su-jon. Bà mẹ ác độc vẫn không chịu thua cuộc. Bà mẹ ác độc nói rằng cổ phiếu của bà ta và các con của bà ta vẫn là cổ đông lớn nhất. Ai ngờ được Mi Sút trực tiếp lấy ra hai thỏa thuận chuyển nhượng từ tay mình. Bà mẹ ác độc bị sốc. Bà ta bảo Chin U gọi điện thoại để xác minh. Khi Chin U hỏi em gái mình có phải đã chuyển cổ phiếu cho Mi Sút. Thế nhưng khuôn mặt của cô tiểu thư vẫn rất bình tĩnh. Chin U hỏi tại sao, cô tiểu thư cho biết bản thân làm như vậy để đảm bảo không phải ly hôn với Jong Ha. Chin U xác nhận với bà ta mọi chuyện đều đúng sự thật, bà mẹ ác độc bất lực tại chỗ. Jong Ha ngay lập tức cũng thông báo chính thức bắt đầu quá trình thu hồi. Bà mẹ ác độc thấy bản thân sẽ không có cơ hội nếu như không chống trả. Vậy là bắt đầu cuộc đấu tranh tới cùng, bà ta hỏi mọi người tại sao lại gạt bỏ tôi ra, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì. Cuối cùng Jong Ha đã tung ra con bài thứ 4, không ai khác chính là người bạn học của Su-jon, bà mẹ ác độc đón nhận thêm cú sốc. Mi Sút bắt đầu giải thích cho các cổ đông cách mà bà mẹ ác độc đã thao túng. Bà có nhớ không? Bà mẹ ác độc cho rằng mọi thứ là bịa đặt, đừng có nói dối mà không có bằng chứng. Bạn học Su-jon lấy điện thoại ra và phát cuộc ghi âm trò chuyện giữa anh và bà mẹ ác độc. Các cổ đông xì xào bàn tán, đáng ngạc nhiên nhất là Chin U, anh không bao giờ nghĩ tất cả mọi chuyện đều do tay mẹ mình tạo nên. Bà mẹ ác độc vẫn không chịu nhận, cho rằng đoạn ghi âm đó là giả. Lúc này ông chú lấy ra báo nhận dạng của cuộc ghi âm, độ tương đồng của âm thanh đạt đến 99.99%. Nhìn đến đây, những người bình thường cứ nghĩ bản thân chắc sẽ thua rồi, nhưng bà mẹ ác độc là ai, sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Bà ta biết việc làm này xấu hổ nhưng về mặt đạo đức thì không có gì bàn cãi. Bà ta nói bản thân chỉ có một đứa con trai, muốn con mình có được một người vợ tốt, không được sao. Lý do này không thể đuổi việc bà ta, các cổ đông cũng đồng tình với ý của bà mẹ ác độc. Mi Sút phải tán thưởng sự khôn ngoan của bà mẹ ác độc, vì vậy Su-jon đã đứng dậy và tung ra con bài thứ 5. Đúng vậy, chính là Park Sang-jo, cha của Ju-ja. Nhìn thấy ông ấy bước vào, bà mẹ chồng phát hoảng. Bà ta vẫn bình tĩnh cho rằng bất cứ điều gì người đàn ông nói đều là dối trá, mọi người tuyệt đối không được tin. Park Sang-jo nói với mọi người, bản thân là một người sắp chết. Và tất cả là do người phụ nữ trước mặt, bà ta đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, bà mẹ ác độc vẫn một mực phủ nhận. Ông chú cho biết bọn họ đã xác minh với bác sĩ bệnh viện tâm thần. Sau đó, Park Sang-jo đã kể ra hết mọi chuyện về năm đó, còn cho biết bà mẹ ác độc muốn giết chết ông, đốt cháy nhà máy. Không có, tôi không có. Để có được thương hiệu hoa mẫu đơn, bà ta đã tống tôi vào bệnh viện tâm thần, mọi chuyện đều là do bà ta làm. Ông có ngậm mồm lại không? Chính bà mới là người nên im lặng. Bà mẹ ác độc há hốc kinh mồm, Mi Sút cho biết vấn đề ngày hôm nay, bà không thắc mắc tại sao tôi lại làm ra điều này sao? Bà không khác gì là một người nông cạn. Lúc này Mi Sút mới cảm thấy bà ta chính là đồ hề. Mi Sút chỉ thẳng vào mặt bà mẹ ác độc và mắng nhất bà mẹ ác độc đã giết chết chồng của bà. Và Mi Sút cho biết bà chính là vợ của Kang Dinan. Bà mẹ ác độc vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, bà ta tự trấn an, tiếp tục ra đòn phản công. Bà ta cho rằng tất cả điều này đều là những người không hài lòng với việc mua lại thương hiệu hoa mẫu đơn, mà là đến đây để trả thù bà ta. Thấy bà ta không chịu khuất phục, Jong Ha chỉ có thể tung ra con bài thứ 6. Đây là quyển sổ bí mật giả mạo của chủ tịch Cha Hoa Jong. Các cổ đông ngay lập tức nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Bà mẹ ác độc thì thầm, bà ta đã kiểm tra két sắt không có vấn đề gì bất thường, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Ông chú trực tiếp nói với bà ta, két sắt kia chỉ chứa đồ giả trong đó. Jong Ha liền kiểm soát quyền phát biểu của mình. Anh nói với các cổ đông, người phụ nữ trước mặt mọi người là một người có trái tim tàn ác. Mọi người có muốn bị bà ta lôi xuống nước không? Vì vậy mọi người hãy nhanh tay quyết định. Trong trường hợp này có đến 6 con bài, tất nhiên là không có kẻ ngốc nào theo phe bà mẹ ác độc. Hơn nữa bà ta không còn là cổ đông lớn nhất của công ty. Cuối cùng chuyển nhượng chính thức đã được thông qua. Về đến phòng làm việc, bà mẹ ác độc bốc hỏa vì tức giận. Bản thân tự hỏi một đàn kiến nhỏ như thế sao lại có thể hạ gục được bà ta.